À, thưa các bạn nha, thì shop test nhanh 30 bộ 20W nha, này giao anh thợ nha các bạn. Thì hiện tại là hàng test 100% nha. Tại trước đây cũng có tình trạng xảy ra là nó về tới khách đó các bạn. Nó không hoạt động. Ok, test thì đơn giản thôi các bạn. Thì cứ đấu dây mình test thôi. Đó. Cứ cộng trừ, cứ chập vào nó chạy là ok nha. Đó. Và sẵn test thì mình test luôn cái độ êm nha các bạn. Cái nào bi kêu hay là có tình bi kêu hay là có tình trạng không tốt á, mình sẽ bỏ ra nha, mình loại ra. Đơn này là gửi cho anh thợ nha. Test cũng đơn giản và nhanh các bạn. Mình chỉ cần chập nhẹ vào nó quay là được nha. Đó. Này gửi cho anh thợ. Thì sáng nay cũng sáng nay mình nhận được một số đơn tiếp tục các bạn. Một số đơn quạt 20W nhông sắt á, cộng với một số đơn cốt 8, đơn cốt 8 đang lên nhiều nha. Tổng hiện tại là 14 bộ nha. 14 bộ cốt 8. Thì cốt 8 á, khả năng sau này mình sẽ đi lấy nhiều về các bạn. Cốt 8 mình làm cái cốt nó ra phía ngoài để các khách làm túp năng á, thì có vẻ như cái lượng khách á để làm túp năng nó nhiều nha, cái nhu cầu lớn. Cho nên sắp tới thì mình cũng sẽ lưu ý tới những cái động cơ mà nó có cốt 8 á các bạn. Bạn nghe nó quay không? Gần như sống 100% nha, mấy cái này thì có hiếm khi nó chết các bạn. Hiện tại nãy giờ test thì chưa thấy nào chết nha. Vẫn có tỷ lệ nha các bạn, nhưng mà rất là thấp nha. Thấp. Ok, thì bữa nay mình làm một cái clip về cái động cơ cốt 8 nha. Cốt 8 mình thay cái cốt quạt B4 á, xong rồi test cho các bạn xem nha, và review cái lưu lượng gió cũng như là review cái độ êm ha. Đơn này của anh khách thì mình bán giá sỉ ha, rất là tốt, test 100%. Và mình tặng kèm hai bộ luôn các bạn. Tại vì 30 bộ thì nói chung thì số lượng lớn thì nó sẽ có một cái lượng tỷ lệ nó giống như về á. Ví dụ như có cái nào mà nó vận chuyển này nọ các bạn. Này các bạn, bạn thấy nó quay không? À. Thì mình sẽ gửi anh hai bộ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Khách nào đặt hàng thì bữa nay mình giao hết các bạn, từ thứ bảy tuần rồi á.